Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2021 của tuổi ngọ chi tiết chính xác nhất về các phương diện, sự nghiệp, tài vận, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi trong tháng, cẩm nang vượng vận tháng 9 năm 2021 âm lịch này hứa hẹn là một khoảng thời gian nhiều may mắn đối với người tuổi ngọ, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Bản mệnh có cơ hội thăng quan tiến chức gặt hái thành quả do đã cố gắng không mệt mỏi, khiến mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ. Nhờ có tam hợp phù trợ, con giáp nổi bật này luôn giữ được tinh thần năng động, tích cực, sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào. Mọi việc gặt hái được thành quả cao lại càng khiến bạn cảm thấy hăng hái hơn dường như khó khăn xuất hiện vào giờ phút này cũng không thể cản được bước chân của bạn quan hệ xã giao hài hòa giúp mọi việc tiến triển càng suôn sẻ hơn bạn có thể tạo lập quan hệ được với những đồng nghiệp hoặc đối tác đáng tin cậy đôi bên có thể chung sức hướng tới một mục tiêu chung giúp đỡ nhau cùng vượt qua thách thức đế vượng cát tinh xuất hiện cũng thêm phần khẳng định những gì người tuổi ngọ đạt được là vô cùng xứng đáng bạn có thể khẳng định được vị thế và bản lĩnh của mình không chỉ khiến mọi người ngưỡng mộ mà còn kính phục người làm lãnh đạo có thể thể hiện được cái uy của mình, khiến cấp dưới tuân theo. Tuy nhiên, phương diện tài lộc có tốt và có xấu, bản mệnh cần chú ý hơn trong cách cư xử với những người thân thiết. Chỉ khi bạn biết lắng nghe và hạ cái tôi của mình xuống, cố gắng thấu hiểu mọi người thì hạnh phúc gia đình mới được giữ vững. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch về sự nghiệp. Xin chúc mừng người tuổi ngọ vì bạn sẽ có những bước tiến rõ rệt trên phương diện sự nghiệp trong tháng này cục diện tam hợp tương trợ sẽ giúp bạn hoàn thành tốt đẹp mọi kế hoạch đã đề ra, cốt là bạn luôn duy trì được trạng thái tinh thần lạc quan, nhiệt tình, không nóng vội. Con giáp này vốn là một người có năng lực, cát tinh sẽ giúp bạn tìm được thời điểm thích hợp để khẳng định bản lĩnh của mình. Khi được cấp trên giao cho những công việc khó, bạn chớ trờn lòng hoặc tìm cách từ chối, hãy dũng cảm thử sức, bạn sẽ phát hiện ra tiềm năng của bản thân, thậm chí mở ra một hướng đi mới cho sự nghiệp của mình các mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng góp một phần lớn thúc đẩy bạn tiến về phía trước. Bản mệnh có thể tìm được người cùng chung chí hướng, đôi bên cùng bắt tay hợp tác, khiến mọi việc tiến triển suôn sẻ hơn cả dự tính. Nguyệt lệnh đế vượng cho thấy bạn là một người vững vàng, quyết đoán, thích khẳng định bản thân. Những sự cạnh tranh tích cực sẽ giúp bạn cảm thấy hăng hái và hiếu thắng hơn. Đối thủ xuất hiện trong khoảng thời gian này cũng sẽ trở thành động lực thúc đẩy bạn cố gắng không ngơi nghỉ, cuối cùng tiến những bước xa hơn người làm lãnh đạo cũng nhanh chóng khẳng định được bản lĩnh và vị thế của mình bản mệnh sẽ là người dẫn dắt tập thể đi tới thành công bạn trở thành người được cấp dưới tôn trọng và yêu mến giúp tập thể trở nên gắn kết và mạnh mẽ hơn tuy nhiên dù mọi việc có thuận lợi đến mấy thì cũng vẫn sẽ có lúc bản mệnh phải chịu tác động của ngũ quỷ hung tinh này sẽ đem tới kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở tìm cách để hãm hại bạn song chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ của mình phát huy mọi điểm mạnh thì bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch về tài lộc. Tính cách năng động, nhiệt tình và hiếu thắng cùng với sự phù trợ của tam hợp sẽ giúp người tuổi ngọ gặt hái được những thành tựu đáng nể trên con đường tài lộc vào tháng 9 âm lịch này. Bản mệnh không ngại ngần thử thách bản thân, thậm chí dám dấn thân vào những con đường mới mà chưa ai mở lối, vì thế mà bạn có thể kiếm được một khoản lời lãi kha khá. Bạn không chỉ làm giàu cho chính bản thân mà còn làm giàu cho tập thể, cho những người theo sau mình các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền triển vọng nhờ có bản tính chính trực đứng đắn bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng đối tác được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu bạn cũng có thể tìm hiểu xem tuổi hợp làm ăn để tìm ra đối tượng hợp tác phù hợp với mình lại thêm đế vượng nâng đỡ người làm công ăn lương có thể được tăng lương thưởng nóng nhờ những cống hiến cho tập thể bạn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn và thực hiện thành công, khiến cho lãnh đạo hài lòng và không ngại dành cho bạn những món quà khích lệ tương xứng với công lao đã bỏ ra. Tuy nhiên, con giáp này vẫn cần phải chú ý kẻ tiểu nhân xuất hiện bất cứ lúc nào. Những kẻ này có thể ngấm ngầm giờ trò sau lưng bạn, khiến công việc đang thuận lợi lại bất ngờ vướng phải trục trặc. Những lúc thế này, bạn cần nhanh chóng tìm ra đối sách để giải quyết vấn đề, chớ nên phân tâm nghi kỵ người này người khác khi mọi chuyện đã thành công, bạn tìm hiểu nguồn gốc vấn đề cũng không muộn. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch về tình duyên. Tam hợp và đế vượng đồng thời xuất hiện khiến cho con đường tình duyên của người tuổi ngọ có những dấu hiệu phát triển tích cực. Bạn là người có quan hệ xã giao rộng rãi, chính vì thế mà xung quanh lúc nào cũng có người quan tâm, muốn kéo gần khoảng cách với bạn. Người độc thân nên nhiệt tình và cởi mở hơn với các đối tượng khác giới thông qua quá trình trò chuyện trao đổi hoặc làm việc chung bạn có thể tìm thấy người có cùng tư tưởng với mình khi đã tìm được người phù hợp thì việc phát triển mối quan hệ trở nên rất dễ dàng và nhanh chóng với những người đã lập gia đình tình cảm của hai người nhìn chung là tốt đẹp thậm chí có những cặp đôi trẻ tuổi còn được đón tin vui trong khoảng thời gian này tuy nhiên việc vợ chồng đôi khi mâu thuẫn về quan điểm sống là khó tránh khỏi bạn chớ nên hiếu thắng thích tranh giành với cả nửa kia của mình hãy hạ cái tôi của mình xuống, đừng quá kiêu ngạo như vậy. Bạn nên lắng nghe đối phương nhiều hơn cũng như là người chủ động xuống nước khi đôi bên giận dỗi. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch về sức khỏe. Ngũ quỷ hung tinh đem tới một vài tác động không tốt cho sức khỏe của người tuổi ngọ. Chính vì vậy, bạn cần tự nhắc nhở mình sinh hoạt điều độ, chớ nên làm việc quá sức dù công việc có bộn bề đến mấy bạn cũng cần có lúc gác lại để cho cơ thể có thể nghỉ ngơi tái tạo sức lao động càng là người có địa vị cao bạn lại càng phải chú trọng đến sức khỏe của mình đừng biến mình thành con giáp chịu nhiều áp lực bên cạnh việc nghỉ ngơi ăn uống điều độ bạn cũng chú ý đến việc rèn luyện sức khỏe hãy tích cực vận động tập thể dục thể thao để cơ thể luôn ở vào trạng thái linh hoạt rồi rào sức sống đồng thời tránh các bệnh như thoái hóa xương khớp thừa cân Hãy nhớ rằng chỉ khi có một cơ thể khỏe mạnh, bạn mới có sức lực bắt tay vào công việc, hiện thực hóa những kế hoạch mà mình đã đặt ra từ trước. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi ngọ. 1. Giáp ngọ, thuộc mệnh kim, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, công việc thuận lợi, tinh thần hăng hái, tìm ra hướng đi mới. Quý nhân, mão, hợi. Tiểu nhân, thìn, tỵ. Màu sắc may mắn, đỏ, nâu. 2. Bính ngọ, thuộc mệnh thủy nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết chuyện làm ăn diễn ra thuận lợi thích hợp mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh quý nhân thìn dậu tiểu nhân dần hợi màu sắc may mắn hồng cam ba mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nam thái âm nữ thái bạch khẩu quyết được nhiều người quan tâm yêu mến hãy cởi mở với mọi người quý nhân sửu dần tiểu nhân tỵ mão màu sắc may mắn đen đỏ 4. Canh ngọ, thuộc mệnh thổ, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, chú ý kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở có thể dở trò ở sau lưng. Quý nhân, tị, dậu. Tiểu nhân, dần, thìn. Màu sắc may mắn, tím, hồng. 5. Nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, gia đình êm ấm, quan hệ giữa các thành viên có nhiều cải thiện. Quý nhân, dậu, tuất. Tiểu nhân, hợi, dần màu sắc may mắn nâu trắng cảm ơn các bạn đã theo dõi video